Đây mọi người. Đây. Tặng nguyên cái áo đầm cho Quỳnh. Ít chi. Hai. Đâu? Bánh ra, bánh ra. Nhiêu tiền? À, hôm nay thì đi qua nhà ông bà nội nha mọi người. À, vợ chồng Quỳnh đưa ông bà nội đi ăn trưa nha mọi người. Bây giờ thì cho ông nội lên xe trước. Rồi mình bắt đầu mình sẽ đi ăn cùng nhau nha. Ông nội thì hơi vất vả đó, bởi vì là mình phải đi xe lăn mà từ đây đi đến chỗ đó thì nó hơi xa đó. Cho nên đó là bây giờ cho ông nội lên xe ngồi chứ không có đẩy đi bằng xe này được nha mọi người. Với lại xe của nhà Quỳnh ở nhà thì xe hơi này thì nó không có chuyên dụng để dành cho những người mà đi xe giống như ông nội nè. Cho nên thì ông nội lên nó hơi vất vả chút xíu. Rồi, anh xã Quỳnh để cái xe vô đằng sau. Hả ô cá sang hay té. Corona nó nó cây nó chưa sao. Nó cây. Sư ơi. Má chồng, má chồng Quỳnh nói là nghe hôm qua là má chồng Quỳnh với lại ông nội là chích ngừa corona lần thứ 7. Sư ơi nè nó cái. Sư ơi. Sau đó sau đó bệnh influenza, nó chưa xong một cái gì, ba ba mama đang cày nè, giống cái nó tận nè, giống cày, à giống cày, bữa nay trên tòa ghế đấy, tạc cơ, tạc cơ, tao bắt ai chứ. Chị gì mà ghê đó. Ủa, cô đi nói gì cô lại? Takoyaki. Nó tặng cho ông bà nội cái cô chết rồi, cái tổng viên đó. Ở trên là cục taco cho mọi người, ở trên cục takoyaki. Nguyên một cái con takoyaki luôn. Nè. Đúng cái suy dục cần để mua tích cắt tích tắc cắt 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 これは ở Nhật nha mọi người, là người ta quan tâm sức khỏe của người già đó. Cho nên á hả, người già chích ngừa corona tới lần thứ 7 luôn. Bây giờ ở Nhật thì bắt đầu là ở trên trung tâm Tokyo á, thì nó bắt đầu là nó bùng dịch lại nha mọi người. Trời ơi, nó dặn cái quạt nó ồn, cái thằng xa này thiệt chứ. Natsu na atsui toki tsukau no? Hai, sou desu ne. Attakai onpu wa denai no? Nai, denai. Tsumetai no dake. Tsumetai, kore tsumetai dake. Cái quạt, má chồng mình đang hỏi cái quạt nha, quạt này nè. Tenki ya na no suri ni iketa no ni ne. Kono aida itta ne, kono aida yoyaku shita damakatta. Kaze kiyoi datta. Kaze tsuyokute okune ga demasen. Cách đây mấy bữa ông đặt cái lịch để đi câu mực á mọi người. Mà trời á thì thời tiết á là nắng nó đẹp nha, nhưng mà gió nó nhiều á, cho nên là cái lịch đi câu bị hủy luôn. Hả, là coi như là bữa đó là ổng không đi được luôn, ổng tiếc mọi người. Tại vì một năm á diễn ra cái lễ đó là cái như là cái cuộc thi mọi người, cái cuộc thi. Baba no ki oshiete ageru. À, so, nani oshieru? Baba no ki. Baba no ki. Baba no ki? Trump ってあるでしょ? はい。知ってる? Trump. Trump わからない。カード。あ、そう。それを。Đến rồi nha mọi người, mình xuống nhà Orimasu. Hai. À, cho ông bà nội xuống luôn. Sư gôi nà. Sa, sa cầm vở cho bà ngoại à, ông nội kìa, bà nội cầm vở cho bà nội. Rồi.
cái xe này tính ra cũng tiện ghê mọi người, xếp ra xếp vô được luôn ha, nó tiện nè. Rồi cho ông nội lên. À, ông nội đợi. Ông nội đợi nè sao? nó cầm chút xíu mà nó nặng lắm, nó treo lên cái xe của ông nội kìa. Ông nhận ông nội kia chưa? Rồi nè, đỡ ông nội lên nè. Sao đỡ ông nội lên nè? Qua đỡ ông nội lên. Qua đỡ ông nội lên, nhanh lên, nhanh qua đỡ ông nội. Rồi đi đi nè. Gigi đây vô bữa. Ô. Dekimashita nè. Ô vô cà tạc. Trời ơi, nó muốn vợ á. Nè, nè, cái xe bữa nay nha. Rồi đi nè. Đi nè anh ba ơi. Đi. Rồi đi nè. À, hôm nay thì cái chỗ mà gia đình Quỳnh đến thì là nó là tiệm sushi nha mọi người. Cái mảng này nha mọi người. Đó, cái tiệm hôm nay Quỳnh đi là tiệm sushi băng chuyền nha. Đi mất tiêu. Trời đất quỷ thần ơi, đi mất tiêu nhốt tôi luôn rồi trời. Giống quỷ ghê em. Gom lên nó sạch. Thôi mặt nó. Anh xã Quỳnh định hỏi tại vì là ông nội đi xe lăn mọi người, cho nên là phải kiếm cái chỗ ngồi được cái chỗ xe lăn, với lại cái thứ hai nó để hoặc là để được cái chỗ xe lăn nha. Ok sao quá. Ok sao sốt quá cả. Sao đi qua đây ngồi với ba. Đúng rồi. Trời ơi con chui. Đúng chưa? Ông nội cười. 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 Đó thì băng chuyền nó chạy ở trên đó nha mọi người. Nó chạy đồ ăn ở trên đó. Ông nội chạy đồ ăn ra. Anh Thảo Quỳnh thì giờ đang gọi đồ ăn nha. Rồi đồ ăn thì lên bàn nha mọi người. Đây rồi. Sa đưa rồi. Sa ăn sáng gì? Unagi. Wow, oishi yu. Cái chỗ này thì nó hơi bị nhỏ nè mọi người, cho nên lão quay cũng hơi bị khó nè. Rồi cho ông bà nội ăn. Rồi ông nội ăn nha. Rồi bà lấy mì cho Sa rồi. Đó, mì của Sa đến rồi đó. Rồi bà mở ra nha. Wow, この sugoi nè bà nè. この茶碗すごいね。わ、俺の水どれ？安全のお皿、安全のお皿ね。安全のお茶碗ね。わ。Nó làm luôn cái nút gà để khi mà nó vận chuyển đi bằng đường băng chuyển nó không có đổ ra đó mọi người. Cái chỗ này thông minh ta. Wow, cái mì của Sa ngon dữ. Wow, cái mì sao ngon dữ. Đi để cắt. Ramen nè. Oh. Ông nội uống bia nha. Ai ô tô sàn đô gió. Lâu lắm rồi mới rủ ông bà nội đi ra ngoài ăn được đó mọi người. Bởi vì là ngày mai sinh nhật của Sa, ông bà nội không có qua nhà được á. Cho nên là bây giờ phải qua gần nhà để chở ông bà nội đi. Chứ thường thường mà rủ ông bà nội đi ra ngoài ăn vậy là ông bà nội cũng không đi với mọi người. Tự ông nội thấy đi phiền con cái cho nên ông nội cũng ngại không có đi với mọi người. Bởi vậy nhiều lúc cũng thương ông bà nội lắm. Nhưng mà hôm nay ông bà nội nói thôi bây giờ một năm có một ngày sinh nhật của ông Sa, cho nên là bây giờ hả cũng đi để cho ông Sa nó vui. Đó, anh xã Quỳnh quăng cái dĩa vô nó. Trời ơi, sao nó ăn mê luôn nè.
Nóng nha. Nóng nha, ạch chưa nha. Đây. Đó. Ơi chị. Sao ơi chị? Đó, củ quỳnh nha. Củ quỳnh cái này là bào ngư nha. Đây. Giờ mình ăn ở đây là tới là cá hồi nha. Cá hồi. Cái chỗ này nó nhỏ. Ngon quá trời. Ngon có nửa bông. Ôi chi nữa. Ta đi mua camera tốt thế này, nhưng camera mang gọi được. Rồi má chồng Quỳnh cho cái dĩa vô trong cái chỗ này nha mày ơi đó. À, nó tính dĩa trong nó nha mày ơi, nó tính dĩa rất là thông minh luôn. Nó xảo Quỳnh bắt đầu à. Gọi tiếp đồ ăn nha. Nánh chà. Ồ lạ. Sao có quà ra ha. Đã dữ. Rồi.美味しいね。お腹空いてるから美味しいね。これ、出てほしい。出てほしい。普通から。ビニールに入った手袋が。ね。 Ăn xong rồi gia đình Quỳnh à. Đi qua nhà ông bà nội chơi chút xíu nha mọi người. Mới cho người ta về. Không thích qua nhà mà nội chê lắm mọi người. Rồi nãy giờ thì mình đi ăn xong với mọi người. Bây giờ đi vòng lên nhà ba má chồng mình có trốn nha. Ai, má chồng Quỳnh á hả, mua một ít đồ á tặng cho Quỳnh với Sa. Má chồng mình cho Quỳnh quá trời đồ luôn. Cô đến nếp ba và cá vứt ở đây, có đây ở được cả rồi mới được. Arigato. Hai. Ôi ơi, má chồng mình mua quá trời đồ cho Quỳnh luôn rồi mọi người. Bye 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 na. Nè, không phải chỉ đồ thôi. Cô đây. これ何？コート代わりでもいいし。すごい。あのほら。ね。10かける10。マッチョもん tặng quần quần áo nữa nha mọi người. Trời ơi, tặng nguyên áo đầm luôn nha mọi người. Tặng nguyên áo đầm luôn. Nguyên áo đầm luôn. Đây mọi người. Đây. Tặng nguyên áo đầm cho Quỳnh. Đợt nào đi qua đây là cũng được nhận quà của ba má chồng Quỳnh nha. Đó. Trời ơi, coi cho anh xảo Quỳnh quá trời quá đất luôn. Còn cái này thì cho Quỳnh với bao tài. Kìa bà nội cho nữa kìa. Trời ơi bà nội quá. Sư ơi ba. Ý cười ơi. Trời ơi, đợi cái nón lên nhìn buồn cười quá mọi người. Đợi cái nón lên nhìn buồn cười quá. Cái này mà nó màu vàng. Mấy cô đem bia đâu vậy? Cầm bia đâu vậy? Kawaii. Má chồng mà nói dễ thương, dễ thương. Hai arigato. Sao mới cho kì sao? Hai. 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 Mà nói cho nữa kìa. Cô đây nam hiểu cả hả? Cô đây nè. Hôm đó 3 năm sau này là à cái đó ý. Ano kake zan thì yếu tế. Kake zan. 2 2 ga 4 2 3 ga 6 2 4 ga 8 って 2 ga 4 つだと 2 4 ga 8 とかって
覚えていかなきゃいけない。で、ノブがちっちゃい時、ケイちゃんが3年生で掛け算のこれやってると、ノブが覚えて、ケイちゃん 3×3 はあったら、くってそう。ノブがそばでね、ケイちゃんが答える前に知っちゃってるわけ。ほいで、ね、掛け算、それとあと、かき食えば金が鳴るなり法隆寺なんかしょっちゅう言ってた。ね。ババありがとうじゃって。じじいありがとうじゃって。ありがとうじゃって。ありがとうございました。ありがとうございます。どういたまして。じじいありがとうございます。どういたしまして。ありがとうございます。あ、lúc cô nó đợi mở cái hộp ra mọi người. Lúc cô ở trên cái tờ giấy mà bà nội nó mới mở trong hộp ra là nguyên cái bản cũ chương mọi người. Nguyên cái bản cũ chương mà ở trên đây là nó dễ thành con này con kia nha. À, thì cái này thì bắt đầu lớp 3 mới học được, cái bà nội mua sẵn để cho vài bữa nữa để mà có cái để nhà dán lên đi ra đi vô để cho nó nhớ bài, mọi người nó học bài cho nó nhanh á. Thì tính ra thì phương pháp của người Nhật học cũng giống như bên Việt Nam mình mọi người, đi ra đi vô cái mình nhớ bài cái mình học ha. Onajika ở bên đây thì để trái cây, để trái cây với đại để trái cây thôi mọi người, để trái cây thôi, để đồ ăn để cho Sa nó dễ học nè. Rồi bây giờ ông nội sẽ cho Sa Okane nè. Rồi hai arigato Gigi, arigato Gigi, arigato Gigi y nè Gigi cây tê tỏ hai. Rồi mở ra đi, mở ra 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 One, two, three. Mở ra mở ra mở ra. Nè. Mở ra mở ra mở ra mở ra mở ra. Đâu 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 mày chưa thấy đâu. Chi. Hai ba. Hồi lâu quá. Đâu. Bắn ra bắn ra. Nhiêu tiền? Cảm ơn Gigi. Hôn Gigi một cái. Đi qua hôn Gigi một cái. Trời ơi, hôn Gigi hôn hôn. Ừ, arigato. Con nó khoe tiền nói. Nó khoe tiền nó chạy. Hà Dương biết tiền chim ăn nghen nè. Ô tô xà đi gato dai mas. Đi gato dai mas. Ok xà đi gato dai mas. Đôi tay mas đe. Hai. Bà nội đi kiếm đồ chơi còn mọi người. Ok xà nè gì đó. Đề coi. Trời ơi, chơi bói bài hay gì bà Trâm. Trời ơi, bự ra mọi người. Đề coi. Sao mở cho mẹ coi ngay, mở cho mẹ xem. Mở ra. Trời ơi, lá bài ta nói. Trời bể đầu luôn. Sự gôi giờ. Sự gôi giờ. Rồi anh Tảo Quỳnh thì hồi nãy có đi mua một ít bánh về để mọi người ăn chung với nhau nha mọi người. Bây giờ anh Tảo Quỳnh sẽ mở ra nha. Wow, Kirena. Rồi, bánh ở trong đây thì gồm có là bánh dâu. Rồi bánh sợi mì nha mọi người. Bánh dâu và bánh sợi mì. Rồi bây giờ thì sẽ bỏ ra, cho anh xã bỏ ra. Hai. Wow. Ôi xì nè. Trời ơi, bà nội mình rồi. Coi mấy cái gì hình con mèo, hình con mèo rồi rồi hình hả cái lỗ tai mèo nó mới chịu nha mọi người. Tâm mà tôn đi đó sao à, đây nha mọi người, bấy cái bánh nha, đó bánh ngon dữ luôn. Hai. Happy birthday to you, happy birthday, happy birthday again. Happy birthday to you. Yeah. Rồi sao đi cái tô mina sẵn. Đi cái tô. Yeah. Rồi bây giờ xin mời mọi người ăn bánh chung với gia đình của Quỳnh nha. Yeah. Itadakimasu. Coffee mo kōchō mo nai wa ke.
Mizu いいよ。Mizu いいですか。これね、ちょっとの私お土産ありますね。これね、お茶。お茶お茶。ありがとう。どういたしまして。ノブノブの近くのお寺さん。はい。あの畑借りてる。はい。あ、はい、じゃあありがとうございます。はい、いただきます。え、私飲まない。お母さん飲んで。あれをかけたらすごい。おば nói hôm nay là chúc mừng sinh nhật của thằng Sa sớm。でもあの前に。Bởi ngày mai không có đi qua nhà được đó mọi người. Oi xin nhé, xin nhé. Xin nhé. Oi xin nào. Na sai gì nào nó? Na sai. Na sai. Na na sai nè. Rồi. Thầy ơi, ở Nhật cái mà người ta làm sinh nhật các mọi người hầu như là làm trong gia đình ấm cúng gì thôi mọi người. Sinh nhật ở nhà Quỳnh hoặc là sinh nhật của Quỳnh hoặc là anh xã Quỳnh là cũng làm trong gia đình ăn uống như thế. Chứ không có làm hoành tráng như bên Việt Nam ra tiệm đâu rồi nha mọi người. Mà sinh nhật của ông Ba Sa chúng ngay ngày Giáng sinh nữa. Yeah. Làm mà mời bạn bè đó đến, bạn bè đó hả? Cũng không có đến được bao nhiêu người đâu mà. Tại vì chúng ngay ngày lễ mà. Người ta ở nhà người ta ăn tiệc chung với gia đình đó. Bởi vì nó sinh đúng cái ngày thiệt chứ. Ngày đặc biệt. Quá ra hả? Sinh nhật với lại ngày đặc biệt cũng là một món quà luôn lỗ. Thì mọi người ơi, sau khi mà nãy giờ qua thăm nhà ba má chồng mình xong thì bây giờ cũng đã đến lúc là mình bắt đầu chuẩn bị đi về nha mọi người. Bà nội hôm nay thì cho đồ Sa rất là nhiều luôn. Đây. Sa, quay qua cảm ơn đi ba ba đây, cảm ơn bà nội đi. Cảm ơn bà nội với ông nội. Ông nội cho một mớ đồ nữa đó. Bà nội cho đồ quá trời luôn nè. Bye bye. Bye bye. Hey, Zane. Otosan, arigato gozaimasu. Arigato gozaimasu. Kochira koso. Hai. Gigi không có đi ra ngoài được á mọi người, cho nên bye bye Gigi ở đây luôn hai. Otosan, arigato. Bà nội đưa ra thôi. Ii okasan. Kore motte kaeri. Sake. Bà nội. Sake. Bà nội cứ kiếm đồ trong tủ lạnh cho hoài luôn mọi người. Tội nghiệp bà nội ghê luôn á. Okasan, arigato. Ở nhà Quỳnh thì đồ ăn đầy nhóc luôn á mà nội cứ cho. Okasan ippai yo. Hai. Hai Otosan. Bye bye. Hai bye bye. Mata kuru yo. Kono ashi dan ja kore. Hai Okasan arigato. Otosan arigato gozaimasu. Kore kimi no da. Otosan bye bye. Bye bye. Bye bye. Hai. Arigato gozaimasu. Otosan bye bye. Bye bye. Hai hai. Samui nè. Sư vui samui. Lạnh lắm mọi người ơi. Nè 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 nè. Chi chi cho con này nè 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 nè. Đây nè. Ôi nè. Ôi ôi. Nè. Trời ơi nè. Đây nè. Nè nè nè. Ok sang bye bye. Bye bye bà nội, bye bye bà nội. Okasan arigato gozaimasu. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Oh, đi tạ. Thầy à, mọi người ơi. À, cái video của Quỳnh đến đây cũng là sẽ kết thúc. Quỳnh xin kết cái video của Quỳnh lại tại đây luôn nha. Hẹn gặp lại mọi người ở video vào lần sau. Mọi người nhớ đừng quên bấm đăng ký, theo dõi, like, share kênh YouTube cũng như là kênh fanpage, kênh TikTok của hai mẹ con Quỳnh đấy nha. Cảm ơn tất cả mọi người. Bye bye. Trời ơi, nó lạnh lắm nha mọi người. Còn nào ngoài đời nè. Trời ơi, nó lạnh, cây cỏ nó không có lá luôn mọi người. Lạnh lắm luôn. Giờ tranh thủ đi về chứ không là trời nó rất là nhanh tối mọi người. À, bây giờ mình về nha.